Một đêm đông thời tiết âm 30 độ, một người đàn ông bị một cô gái bám đuôi. Đột nhiên cô gái lên tiếng gọi anh ta lại. Người đàn ông nghe tiếng dừng bước. Anh còn nhớ tôi chứ? Vào lúc người đàn ông còn ngơ ngác, đột nhiên cô gái động thủ. Cô ta vốn chỉ định xả tức cho bạn rồi dừng tay. Nhưng người đàn ông không muốn bỏ qua. Hắn ta đẩy cô đến bên cạnh xe. Cô gái lập tức kháng cự. Gã đàn ông tiến đến cho cô ta hai cái tát. Nhưng ai ngờ một giây sau, người đàn ông bị đánh vào chỗ hiểm lập tức mất khả năng phản kháng. Cô gái nhặt cây gậy dưới đất lên, sau mấy gậy, người đàn ông gục ngay tại chỗ. Không nói không rằng, cô ta vác túi tiền của người đàn ông lên, đi thẳng một mạch, biến mất trong bóng đêm. Rốt cuộc thù hận đến mức độ nào mà khiến cô ta ra tay thâm độc như vậy? Câu chuyện phải kể từ 5 năm trước. Melaze vốn là gián điệp ưu tú của CIA có quan hệ mật thiết với Nga. Nhưng đột nhiên thân phận của cô ta bị bại lộ. Sau khi giải quyết hai tên sát thủ, cô buộc phải bỏ trốn đến Phoenix, Mỹ. Do có năng lực xuất chúng, Melaze vẫn có thể sống rất tốt ở nơi này. Cô ta mua rất nhiều chung cư, mỗi ngày ngoài thu tiền nhà ra chỉ có thu tiền nhà. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta chỉ có một mình. Khó khăn lắm mới có một người bạn, cũng là khách thuê nhà tên Cora. Nhưng không ngờ vào hôm đó lại xảy ra một chuyện rúng động. Chỗ của Melaze có một quy tắc chính là không cho người ngoài vào nhà. Một khi vi phạm quy tắc, cô ta sẽ lấy lại nhà. Một tiếng sau, quả nhiên cô ta cầm súng trở lại. Nhưng vừa vào cửa cô ta đã thấy trong phòng là một mớ lộn xộn. Cora cũng bị người đàn ông kia đánh sống rồi chết dở. Melaze nổi điên, ngay đêm đó cô ta tìm đến gã đàn ông kia. Vốn chỉ định xả tức cho bạn, nhưng không kiềm được cơn giận cô ta đã trở thành tội phạm giết người. Đây cũng là lý do cô ta vào tù. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 3. Sau khi Owen lên bờ, lập tức chạy đến siêu thị mua quần áo. Trở về cục tình báo, anh ta báo cáo lại với Nilen những gì mình đã thu thập được ở Viên. Nếu như Melaze công bố cơ mật của cục tình báo, vậy thì họ sẽ mất khả năng thu thập tình báo ở Belarus. Sau khi Nilen nghe xong yêu cầu bất luận thế nào cũng phải cứu Melaze ra. Thế là vào tối đó, anh ta liền chạy đến gõ cửa nhà đồng nghiệp Amelia. Amelia thấy Owen ăn mặc quá trang trọng có chút thất vọng. Có điều không sao, cô ta sớm đã chuẩn bị. Ừ, cô có nhiều đồ nhỉ, vào nhà vệ sinh thay đồ đi. Sau đó hai người đến nhà hàng. Đây vốn là một cuộc hẹn hò lãng mạn, nhưng Owen không hiểu điều đó. Liên tục hỏi Amelia làm sao để cứu một tội phạm giết người từ trong tù ra. Amelia đành phải giải quyết vấn đề cho anh ta trước. Nói thật nhé, anh sẽ phải lên đứng đầu bộ tư pháp. Bảo văn phòng tổng trưởng lý đó là ưu tiên số 1. Sẽ có người liên lạc. Lúc này hai người bước vào nhà hàng. Người phụ nữ tên Hannah là người yêu cũ kiêm bạn cùng phòng của Owen. Người đàn ông bên cạnh cô ta là người yêu hiện tại. Sau khi giới thiệu xong xuôi, Hannah ngại ngùng dẫn bạn trai rời đi. Quan hệ giữa họ thật hỗn loạn bởi vì trong lòng Hannah còn có Owen. Amelia cũng thích Owen, còn trong tim Owen có lẽ thích cả ba người. Sau khi dùng bữa xong, Amelia mong chờ nói, anh có thể hôn tôi nếu muốn. Cảm ơn. Thế nhưng vào lúc hai người đang hôn nhau, Hannah bước ra và thấy cảnh này. Vốn tưởng rằng giữa hai người sẽ có gì đó, nhưng khiến các bạn thất vọng rồi. Bởi vì tối nay Owen phải đi quán bar. Có điều chưa quẩy được bao lâu, anh ta đã nhận được điện thoại của Nilen. Ông ta yêu cầu Owen lập tức đến Beirut, bởi vì Lester, đồng nghiệp của anh ta đã làm hỏng một chuyện. Ông ta cần Owen và Lester cùng nhau giải quyết vụ này. Rất nhanh cả hai đã đến Beirut, tìm được gã khiến Lester bó tay kia. Đúng như những gì Lester dự đoán, anh ta không những không ký tên còn cầm súng uy hiếp. Nếu không ký thì sao? Owen thấy vậy không hề hoảng sợ. Tuy tư chi anh phát triển nhưng tôi tin anh nhất định là một kẻ thông minh. Tôi cũng không vòng vo nữa. Nếu như anh không ký, đời của anh coi như xong. CIA sẽ điều anh đến vị trí khác và truy tố anh vì những việc bất hợp pháp anh đã làm. Dù cho anh có tránh được nhà tù, họ cũng sẽ liệt anh vào danh sách đen. Từ đó về sau anh sẽ trở thành một gã không thất nghiệp, không thu nhập. Anh ta bị dao động trước những lời của Owen. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, phải không? Anh sẽ không ngu ngốc. Đến mức bỏ rơi con mình, cả về mặt cảm xúc lẫn tài chính, phải không? Đưa tôi cây bút chết tiệt đó. Giống như Owen nói, đây là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất mà anh ta từng nhận. Hai người cũng xích lại gần nhau hơn sau chuyến đi này. Nhưng sau khi trở về cục tình báo, Nile nổi giận đùng đùng với anh ta. Rốt cuộc cậu đã gây chuyện gì mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến đợi cậu trong phòng thế? Owen nghe xong không giải thích gì, vội vàng chạy đi, để lại mình Nile đứng mệt mặt tại chỗ. Hóa ra là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nhận được email của Owen. Trong email có nhắc đến là chuyện ưu tiên cấp độ 1 vậy nên ông ta mới đến đây. Owen nghiêm túc nói rất nhiều chuyện về Melaze. Nếu như không rút án của cô ta, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nên ngài cần làm cho xong việc này trước khi cô ấy làm gì đó mà ta không sửa được. Trở lại Viên, sĩ quan tên Guten Morgen đến tiệm bánh mua bánh kem, lại nhận được một tấm thiệp có viết lời đe dọa. Sau khi đọc xong, mặt anh ta lập tức biến sắc. Bởi vì trên đó có viết thế này: tóm được mày rồi, thằng khố mắc. Người phụ nữ này chính là Shelby So, người lúc trước đã nhổ móng tay của Owen. Vào lúc anh ta muốn báo tin tức này cho Nilen,
anh ta liền nhìn thấy Shelby So đang ngồi ở đây. Owen có chút ngơ ngác, cô ta quay về làm gì? Owen liền báo cáo chuyện Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đồng ý rút án cho Melaze. Nhưng, không được, cô ấy nói đúng. Owen còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nihei nói rằng nếu Bộ Tư pháp can thiệp vào vậy thì việc CIA nhúng tay vào vụ án sẽ bị ghi vào trong hồ sơ. Mà Shelby So lại yêu cầu việc Melaze được thả ra không bị ghi chép lại. Bởi vì tổ chức muốn Melaze trở thành gián điệp đến Belarus lần nữa. Sau đó tiếp tục làm việc cho CIA. Owen không thể hiểu nổi. Một người từng đe dọa CIA, tại sao vẫn chọn tin tưởng cô ta? Shelby So nói họ buộc phải làm vậy. Bởi vì chỉ có cô ta thân với người vừa được chuyển vào vị trí thứ hai trong Tổng cục An ninh Liên bang FSB. Cũng chỉ có mình cô ta mới giúp họ tiếp cận trực tiếp vào tình báo Nga. Chuyện đến nước này, Owen không còn quyền lên tiếng, đành ngoan ngoãn làm theo. Sau khi Shelby So ra ngoài, đi thẳng đến phòng làm việc của Owen. Và lúc cô ta định gắn máy nghe lén ở đây, một người phụ nữ bước vào. Cô đang làm gì ở đây? Cô ta nói muốn tìm Owen bàn chút việc. Amelia nhìn cô ta với ánh mắt ý vị rồi nói. Cô không nên vào văn phòng người khác khi chưa được phép. Shelby So nghe xong đành miễn cưỡng rời đi. Amelia lập tức khóa cửa lại. Owen quay về vừa hay gặp Amelia. Cô ta vừa đi vừa nhắc nhở Owen nên đề phòng Shelby So. Bởi vì vừa nãy cô ta lén la lén lút trong phòng của anh. Nói chuyện một hồi đột nhiên cô ta xông vào cưỡng hôn Owen. Sau đó nhận được chấp thuận, Owen chạy đến Phoenix gặp Melaze. Anh ta nói với Melaze chuyện tổ hành động muốn cô ta quay lại làm gián điệp. Melaze lập tức nhận ra điều gì đó. Bởi vì cô ta biết chuyện này nhất định do gã Guten Martian gây ra. Sở dĩ hắn ta làm vậy chính là vì tờ giấy mà Melaze đã viết cho hắn. Họ muốn Melaze tiếp tục làm gián điệp có hai lý do chính. Một là họ thật sự cần cô ta, hai là họ thật sự muốn giết cô ta. Cần cô ta là vì cô ta có ích. Muốn giết cô ta là bởi vì cô ta đã biết quá nhiều thông tin cơ mật. Hiện tại chỉ có một cách cứu được Melaze, đó chính là điều tra nhân chứng của vụ án đó. Sau đó ngăn cản anh ta ra tòa làm chứng. Lúc này Melaze mới biết vụ án của mình còn có một nhân chứng. Owen nói với cô ta cứ ngoan ngoãn ở trong tù. Anh ta sẽ đi xử lý chuyện nhân chứng. Vậy nên anh ta mong rằng Melaze đừng làm chuyện gì sau lưng anh ta nữa. Đừng làm gì cả. Thế nhưng cô ta không thể nằm im chờ chết. Owen nói được làm được. Sau khi rời đi, anh ta đến sở cảnh sát đã tiếp nhận vụ án. Anh ta muốn hỏi nhân chứng kia rốt cuộc là ai. Nhưng người ở đây bơ đẹp anh ta, đành phải rời đi. Lúc này đột nhiên anh ta nghĩ ra một kế lại quay trở lại. Bắt đầu thao túng tâm lý nhóm người. Các anh nghe đây, các anh không muốn giúp, tôi hiểu. Nhưng nghề các anh đang làm là mơ ước trong lòng tôi. Tôi không thể đảm bảo nếu giúp tôi, các anh sẽ được lợi lộc gì. Cũng không thể đảm bảo nếu giúp tôi các anh sẽ thăng chức. Nhưng tôi có thể hứa với các anh, giúp tôi chính là giúp đất nước các anh. Mấy cảnh sát nghe xong cảm động ướt nước mắt. Nữ cảnh sát nói tuy cô ta không biết nhân chứng là ai nhưng cô ta nhất định sẽ gọi điện cho sở cảnh sát Phoenix hỏi rõ. Cảm ơn. Buổi tối anh ta gõ cửa nhà Amelia với hai mục đích. Rất nhanh lúc Amelia cởi áo khoác của anh ta đã đạt được mục đích thứ nhất. Còn cảnh tiếp theo thì mọi người tự tưởng tượng nha. Nửa đêm, Owen bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến là sở cảnh sát Phoenix. Họ đã tìm được tên và địa chỉ của nhân chứng. Nhưng thời gian cho Owen không còn nhiều nữa. Bởi vì chiều mai người kia sẽ gửi video làm chứng đi. Áp lực của Owen tăng lên gấp đôi. Lúc này anh ta quay người không thấy Amelia đâu. Hóa ra là ở đây. Amelia có ước mơ làm MC vậy nên tối nào cô ta cũng tập làm MC trong phòng. Owen bước vào nói ra mục đích thứ hai của mình. Đó chính là thỉnh giáo cô ta trong trường hợp không giết người. Làm sao để nhân chứng tin anh ta và sau này sẽ khóa miệng. Amelia nói rằng không thành vấn đề, nhưng Owen buộc phải diễn MC nam của cô ta. Thế là hai người nói qua nói lại bằng giọng của MC. Owen cũng tìm được câu trả lời. Đó chính là CIA có chương trình bảo vệ nhân chứng. Họ có thể giúp người được bảo vệ có thân phận, cuộc sống và công việc mới. Nếu tôi nói anh ta là đặc vụ cũ, họ sẽ không nghi ngờ. Chính xác, thật tuyệt vời. Không có gì, Anderson. Được tham gia chương trình luôn là niềm vui. Họ vui vẻ với nhau cả đêm. Sáng sớm hôm sau Owen đã đến nơi ở của nhân chứng. Anh ta nói mình đến từ phòng công tố. Mục đích chuyến ghé thăm này là đến để ghi hình lời khai. Người kia vô cùng nghi ngờ nhìn Owen. Owen giải thích rằng các mối đe dọa chống lại anh ta đã leo thang rất nhiều. Vậy nên anh ta mới đến đây trước. Sau khi biết nếu như mình phối hợp, anh ta sẽ có cuộc sống và thân phận mới. Anh ta lập tức đồng ý. Thế nhưng vào lúc họ ghi hình lời khai xong, hơi thở nguy hiểm của tử thần cũng ập đến.